Đến 12 giờ trưa ngày 24 tháng 3 năm 2021, các lực lượng chức năng vẫn đang dập đám lửa tàn trong vụ cháy tại xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng cùng ngày, xưởng gỗ ở ấp 3A, xã Vĩnh Lộc A bất ngờ xảy ra cháy lớn. Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh hô hoán và báo với cơ quan chức năng. Do đám cháy quá lớn nên việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã điều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, toàn bộ mái tôn của xưởng gỗ đã bị đổ sập hoàn toàn, nhiều tài sản bị hư hại. Tại hiện trường vẫn còn 3 xe chữa cháy và lính cứu hỏa vẫn đang phun nước vào bên trong xưởng gỗ để dập lửa tàn. Đại diện Công an xã Vĩnh Lộc A cho biết đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ đang được làm rõ.